sông ta gấm hoa trời bao la, còn vang danh hàng vạn chiến công bảo vệ nước nhà. Nhân dân ta nhớ ơn đời ông cha, khắc ghi thành tín ngưỡng Việt Nam tứ phủ vạn linh. Tám tòa thánh mẫu, ngũ vị tôn quan, chầu bà cao sang rối đến các hoàng. Thánh cô thánh cậu chấm linh, dạy con phải biết chữ tình, tình người nguyện ghi nhớ trong tim. Chắp tay lạy mẫu người anh linh, chúng con ngàn đời số tôn vinh. Mẫu yêu thương phuồng phù chờ che nó ấm an bình. Nhất tâm thiện sáng đồng thành cao, tốt đời đẹp đạo là ước ao. Gìn giữ truyền thống vẻ vang đất nước lạy mẫu anh linh. Yeah.
Cùng mình ngũ vị xứ
Mình sinh mẫu tí
We'll be right back.
để diễn đàn tứ phủ trả mã nhà Trần và xin mở cung tài lộc. Con xin mời cung thỉnh tất cả các tòa các giá để cho con được bà hầu chứng đàn chứng lễ của lễ hôm nay cho hai ba họ con. Xin được ạ. Mong tất cả ra các chủ để cầu phúc và đêm nay cho mấy cô hầu thật là hạnh phúc nhất ạ. Xuân thiên địa cung kỳ con bái đạo lễ cùng dần đi thì mời Phật thánh lai đạo đàn xuyên và thực dân lên đăng trà và thực dân lên lòng tin con bái đỉnh đức chúa thiên thánh mẫu cửu trùng thiên tiên cung thỉnh mời mẫu đệ nhất thiên na thiên ni tặng phóng chê thắng sẽ loạn ngự đông mẫu ông gia nhiệt pháp giới mông nguyên sư phật đại hội kết đường vân thành nhi vương ngân sư phật toàn thân nam mô hương cung dạng bồ tát ma tát nam mô hương cung dạng bồ tát ma tát nam mô a di đà phật thành gia hồi cung thành mẫu vị địa tiên na văn thỉnh mời thành mẫu vị địa tiên na tích xưa hiện thành xin đền đông cung giới nhãn định nhãn sự thuệ nhãn giải thoát chi kiến nhãn quang minh vân đài biến pháp giới cúng dạng thập phương vô lượng phật nam mô hương cúng dạng bồ tát ma ha tát nam mô hương cúng dạng bồ tát ma ha tát nam mô hương cúng dạng bồ tát ma ha tát sơn lan thánh gia hồi cung đệ tam thánh tiên cung thỉnh mời thành mẫu đệ tam ni xích thân long nữ ngự niệm đề thoại cung A-di-đà-phật giới đỉnh chân nhang giữ tuệ nhang giải thoát chi cương nhang quang minh vân đại pháp giới cung dạng nam mô hương cúng dạng bồ tát ma tát nam mô hương cúng dạng bồ tát ma tát nam mô a di đà phật thành gia có lệnh truyền ra đức nhung có lệnh truyền ra các quan thủy bồ Phạm Nam Thành đánh đông xẹt bắc đi tung hoành mọi nơi bên đông cử điếu cử đài bạch lòng nhích thank you.
trừng phạt các quan ngay vì trừng phạt các quan em tả tư hữu đuổi lên ban áo đạt lịch diện văn võ đôi hàng khai quang long nhan thập cổ diệu tăng minh chiếu thủ trung ngã tích tăng cúng giảng kim phục hoàng ân đặt thánh xưa tiên trung hương sơ điệp dâng lên thượng ai văn giới dâng lên thánh đông hạ bút xưa phê rõ ràng thế cho người thời bình an đôi chữ đinh ngàn ngay về đôi chữ đinh ngàn được nhà khang thái phúc lai hạn trừ gì cho xung mạnh khác thường dùng mạnh khang trường ông phê dùng mạnh khang trường vừa xuân cầu nọc sang đông cầu tài cả năm tiếp tộc ban tài tiến lộc ban thai cả năm tiếp lộc ban thai mùa xuân cầu lộc sang đông cầu tài bốn mùa sáng phúc trừ tài căn nặng số cao đệ tử con căn nặng số cao vì đầu bốn phủ hôm nay đăng trình kim ngân sơ điệp dâng lên sơ điệp dâng lên kim ngân sơ điệp dâng lên hai về tấu đuôi chép tiên rõ ràng xin cho những dương sinh dâng lên thượng nay văn sớ dâng lên thánh long ngã bút chùa phê rõ ràng phê cho đệ tử bình an nề phùng thịnh thịnh như lai khai thu thu cư đông khai nhĩ nhị đình thành khai nhãn nhãn khoan miệng khai túc túc bộ hành dòng nhãn thập cờ diệu hai về chiếm mã chung cho bách xa con nổi
đều. An Cát Khánh ơi, cương nổi dấu trong nghe oanh thính ra hồi cung đệ nhị đệ hoàng tấu vương cô đôi cô đệ nhị đại hoàng nghi nhiều đời cầu đảo nhiều đời phục non đảo đùng đùng so quấn ninh đỉnh thượng dương quần quần ni rồng bay lâu đài đệ nhị vương cung đào tiên mê này lộc nghỉ non bông nghề non bông khai hoa kiếp bạc
ra về. Bảo Lộc ý Trần Thương tới đâu khi đó uy hùng mì. Mang vương khiếp đi bia phạm nhằm y mì dùng rơi. Vì chuyện văn các quan đi tả tư hữu đùi lương ban áo đạt định chuyện văn võ đôi hàng thiên minh văn mã hằng hà kéo xa định chuyện thiên đội vạn cười khai quang nông nhan thập cờ diệu quang minh chiếu từ trung ngã đích tăng cúng giảm kim phục hoàng đần cận thánh chúa tiên trung vương. Tài mã xưng lên kim ngân, tài mã xưng lên vương cô tâu đuôi chép biên rõ ràng xịn cho đôi chữ trường sinh. Đào tiên đi
nảy lộc non ngõ bồng khai hoa. Giá sang ứng ngự đồng trường đăng Đức Thành Hoàng nghi đã đến thánh cả khắp uy hùng nhẹ tượng mã quyền cai bát tiết tứ kỳ xuân qua mê hạ tới quyền về thu đông nghênh. Oh,
phụng nghi thờ đền ông. Đồng đó nghi phụng thờ 31/14 y nghỉ hôm rằm dòng kỳ cương chính trực diệt sát tham bạo ngược nghĩ vì ai mà việc làm đúng phép công sai khiến đâu mới được nghỉ đấy đáng tài uy linh nhịn. Thịnh bóng về hôm nay, thịnh bóng hôm về đẹp nhạc khuya sớm, sớm khuya phụng thờ chuẩn kinh khó chú Nam Mô. Ngũ tương anh đinh ông về có lời các quan. Sơ điệp dâng lên thượng nai, văn sớ dâng lên ông về hạ bút, chúa phê rõ ràng phê cho đệ tử bình an. Phê đôi chữ bình an cửa nhà kháng thai phúc nay hạt chữ phê cho phục mạnh kháng cường. Dũng mạnh kháng trường ông phê dũng mạnh kháng trường mùa xuân cầu lộc sang đông cầu tài bốn mùa xuân hạ thu đông nghề. Đông bốn mùa xuân hạ thu đông mùa xuân cầu lộc sáng đông cầu tài bốn mùa sáng phúc trừ tài cầu lộc cầu tài đệ tử con cầu lộc cầu tài cầu đường sức khỏe cầu đường công danh cầu một ông độ cho hai tài độ cho hai cầu một ông độ cho hai cầu ba cho bốn mười phân vẹn mười bốn mùa xuân hạ thu đông phục thịnh thịnh như lai khai thu thu ngư đông khai nhĩ nhị tình thanh khai nhàn nhàn hoang biệt khai túc túc bộ hành dòng nhàn thập cờ diệu ngài về chiếu mã chung lục nhãn thông chi nhãn lục nhãn nhãn chi thông chiếu diệu cải hoạt đồng ngài về chiếu mã chung ca năng phật gia ân từ bi mẫn chúng sinh cố ngã kim đỉnh đệ khai quang thập cờ diệu quang minh thả chiếu mã phong thank you.
kiếm kiếm nhất thanh sĩ thiên đồng địa hoa phép màu lục chi thần thông diệt trừ nam bắc tây đông đâu đôi mà chẳng ai phục tung nghịch làm lên thiên đình những vâng thừa thượng đế quyền về thu đông tính thông sóc hải kỳ cương chính trực nghệ diệt gián tham bao ngược vì ai việc làm đúng phép không sai khiến đâu được nghề đang tài uy linh nhớ khi này nhớ khi tài trí thông minh khi làm với tướng quốc lĩnh binh muôn ngàn kiếm nhất thanh mà chỉ thiên đồng địa hóa phép màu lục chí thần thông diệt trừ nam bắc tây đông đâu đâu mà trong phục tục mê làm tục lên thiên đình ngài còn đang tra rồi hay ông về đổi số cho ai thiên binh nghe văn tướng đài quan cái phù vệ mới đau thương các thời phù đất nước mà mạnh dầu quân thuở đem lộc tài tới độ muôn dân cầu xin thánh giáng hồng ngân quỳ tấu với đức thánh quang lâm lịnh tài long khánh vọng nghề long khánh vọng mấy tấm trai tín ngưỡng dạ kính thành mái hương vì dân nghe giam xin bài thánh giáng trần phù hộ đệ tử mà toàn dân khang cường nay lễ trọng mì hướng hoa bái hiền nê tố tâm thành cùng tinh thánh phương nghe muôn năm mê bền vững biên cương bốn mùa tiếp phúc mà mười phương đổ trì
quang muôn thuở thanh cao, lòng cùng thanh tường cấm bào độc đáo là trốn thanh tân ông đi về. Khúc ngọc thể thánh quân vạn tuế phúc hà xa cứu thế độ dân. Thanh gia hồi cung tam vị bà chú mương dừng văn nghi, tam vị bà chú mương nghi thỉnh bà đệ nhất chỉ tây thiên ngự đồng. Kỳ họ núi Tây Thiên dọn truyền thiên hạ ức niên nên trường sinh có nước tỳ bóng về đồng dựng tiến tuần nhang dựng đến tam bảo mười phương đồ trì cây dâng nhang miệng phân tử đi đối chiều lục cùng nghe nàng gần nàng gái bốn sông nhìn sơn cha tình 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 bằng xúc mang vàng ý nghĩ à. Đắng ai sáng tỏ bên đầu một bờ sáng rất tốt tươi dương già nên trên ngàn năm có nhiều hoa ý à. Đón hai đệ tử kính dâng nghe bà về tu đôi chân tâm mê độ trì đổi cho xa trẻ gái trai nhà. Đồng gia già trẻ gái say đồng gia thịnh vượng ân đoan đi thọ trường chứ rằng giáng phúc lưu ân
tô cho tròn vẹn mười phân. Phật tuế phật tốt phật gần mê phần sang nghe đổi cho nam nữ trẻ già ý nhạc. Con dâng lên xin độc xin tài, xin đường sức khỏe xin đường công danh. Cầu một chúa bà độ cho hai, cầu ba cho bốn người phân vẹn mười, cầu ba cho bốn mười phân vẹn mười. Trẻ gái trai đông giá tình dương lộc tài mê hận hoàn nê nay chữ rằng thanh giang điêu hận nê điêu tài điêu lộc nê tiền xuất thọ chữ. Đừng trời đừng là trôi núi 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 kia dẹp núi mấy đừng trời mấy đừng trời đừng là trôi. Bà về đấy bà về chừng má sơn trang kim ngân thay núi bạc ngàn đi kính dâng nghi êm lam cao lốc thơm lừng nghi ốc tôm cua cá sò đẹp đầy đủ mùi ốc tôm cua cá đủ mùi gió đẹp. Sớm gióng sớm vui chiều ta mình xuống lập tài kim mới ban ra bốn phương người gặp để đã tháng ngày còn nhang khói phụng thờ. 30 mùng 1 ngày 14 hôm rằm, 30 mùng 1 hôm rằm 14. Trần gian khói mong ân tiên chúa đời đời vì con không dám đơn sai nhất tâm một lòng nghề chỉ hiểu xuống nghề bàn đền quy đó chúa liên về đời.
múa, về bản đền đây múa ca. Chín sơn trang tới đi nhìn, hai hoa rào rơi khắp nơi. Chim mây níu lơ chào mừng cất tiếng ca về mê đến cả sáng hai dân hương hoa đến chung tam dương hiệp hiệp trước tiên phong ý, ý. Lễ sứ muôn năm hương hoa, lễ vật mọi nơi ý, ý. Nay chữ rằng nghề thành nhìn sang
ni tấn hữu lưu lạc ni thiên ni thanh thọ nền nhang thơm tâm thành mì dừng tiến khói ngàn ngào thâu đến cứu thiêng thỉnh mời tiên chú thân thiên ý ước thỉnh chúa ba ngự trước điện trung thanh đồng nhật kính cúc cũng xin chúa ba nở lòng thì trung trung vương muôn mà đức tiếng nghe kẻ lộc xuân lắm khác gì nước biển tình ra hồi cung người đồ sư văn chùa bói nguyệt hồ bắc giang yên xây khúc hành vân nghe như sóng ruột bầy vân đình cánh chén ngân ninh tần nâng ngân dù hoang